không hiểu sao mà video kia đang nói tự nhiên nó lại ấy, thì thôi tôi nói tiếp vậy ra là cái gì nhỉ? Còn về người dân và các cái cảnh ấy thì nói chung là trong miền Tây dân vẫn còn khổ lắm, khổ lắm. Và cái ấn tượng của tôi đấy là lúc mà tôi ở cái ở Bến Tre ấy, tôi ở Bến Tre và tôi đi thăm tôi ở trong cái vùng đấy nó cũng là nông thôn ấy, thì là ở một cái dọc cái kênh sông gì nhá, tôi quên mất tên rồi, sông gì tự nhiên quên tên rồi, thì là đi mình ở đấy trong ở gần khu vực dân, xong mình đi xe máy xung quanh đấy, mình đi mình khám phá xem là dân người ta ăn uống rồi người ta sinh hoạt như thế nào, rồi là người ta làm những cái gì. Thì khu vực Bến Tre thì là chỉ có dừa này, cây trồng cây dừa rất nhiều đấy, thì toàn dừa là dừa thôi. Thế thì người ta làm những cái sản phẩm từ dừa ra đấy, thì tôi có đi thăm cái chỗ mà kiểu sơ chế dừa, từ người ta làm người ta cái dừa thì người ta, tôi thấy người ta làm được mấy cái này này. Người ta chặt cái quả dừa ra, xong rồi người ta bóc cái quả dừa ra và người ta lấy cái vỏ của nó để người ta làm lưới hay người ta dệt được cái gì đó. Đấy, thì một cái đấy thì rất là tốt rồi này. Thế thì cái thứ hai nữa là người ta dùng cái cùi với cả dùng cái nước dừa ấy để người ta làm thạch dừa rồi rau câu rồi các cái thứ mà liên quan đến giống kiểu như ăn uống trà sữa trân châu các thứ đấy. Thì cái món này thì thật sự là tôi cũng không biết rằng là ở đấy người ta có những cái cơ sở sản xuất lớn hay không, và những chỗ mà tôi thăm thì là nó chỉ là mấy cái chỗ gọi là nhỏ, gọi là rất là nhỏ thôi, hay là như thế nào, hay là tất cả đều như thế thì chết hẳn luôn. Tại vì là người ta đổ cái nước đấy vào những cái can. Đấy, người ta đổ những cái nước đấy vào những cái can xong nó rồi người ta, nhưng mà những cái can nó rất là mất vệ sinh luôn. Cái can 20 lít ấy chắc là không bao giờ rửa luôn, nó đen xì mà nó bẩn. Đấy, xong người ta đổ cái nước vào đấy rồi có cùi cái gì đó. Thế xong người ta mang ở những chỗ đấy, những chỗ sơ chế nhá, bóc tách nhá. Thế sau đó rồi người ta mang những cái chai, những cái hộp đấy đến những cái cơ sở gọi là chế biến. Thì tôi nhìn, tôi đi một vòng thì ôi dồi ôi, nó khoảng độ chục cái cơ sở chế biến ấy, thì tôi thấy nó bốc mùi lên luôn. Nó bốc mùi lên và người ta dùng hóa chất ấy, người ta dùng hóa chất để người ta giữ cho nó người ta kiểu như vệ sinh gì đấy. Thế vì nước dừa nếu mà đổ ra thì các bạn biết rồi, chỉ trong vòng khoảng độ, tôi nghĩ chắc chỉ vòng trong vòng một ngày hoặc nửa ngày thì nó là thiêu ngay. Đấy thì ở đây người ta đổ cái can ra đó rồi người ta mang ra đi, người ta chế biến thì xong rồi người ta cho hóa chất hoặc chiếc gì đấy vào. Họ không cho vào quay phim chụp ảnh gì đâu. Đấy thì là cái anh mà dẫn tôi đi thì anh cũng bảo như thế, bảo là thôi người ta không cho vào để mà quay phim chụp ảnh gì đâu. Đấy, mình phải đứng từ xa mình xem thôi. Nhưng mà mình biết là như thế rồi, là mùi này, thứ nhất cái mùi của nó, mùi hôi thối, mùi nó bốc lên, sau rồi người ta đun như nào đấy, xong người ta đổ ra những cái khay. Người ta đổ ra cái khay xong người ta xếp thành như kiểu đống gạch ấy. Đấy, đống gạch như nào thì cái thạch dừa của các bạn y chang thế luôn. Thế thì mình người ta xếp như thế xong rồi người ta sẽ chở bằng những cái xe kiểu như xe ba gác ấy, người ta chở để xong rồi đến các cái cơ văn phân phối, xong rồi người ta có cái tấm dừa mỏng xong cho bao tải xong ném pập ra đường như này đấy. Thế sau rồi ném xong rồi cho lên cái xe ba gác cái xong cũng chở đi đến các cái cơ sở rồi chuyển về chắc là thành phố hoặc gì đó để mà làm những cái món ngon miệng mà chúng ta hay uống, đó là kiểu như là gì đấy. Nó tóm lại là tôi thật sự là sốc ở cái món đấy. Đấy, thế cho nên là đi cảnh thì đẹp nhưng mà người dân thì khổ, người dân thì vất vả. Chính quyền tôi nghĩ ví dụ như là những cái đấy phải làm ra được những cái quy trình để mà giúp cho người dân, tài trợ cho người dân để mà người ta làm ăn sinh sống, người ta vừa đảm bảo sức khỏe cho những người tiêu dùng mà lại vừa tạo cho họ cái đấy thôi, chứ còn kiểu đấy thì thôi. Mà nói chung là lan man quá, đang nói chuyên Việt ngắm cảnh thì lại xa lầy vào cái vấn đề sinh hoạt như thế đấy. Thì kinh tế rồi an toàn thực phẩm nhá. Thì đại loại là về miền Tây thì nó theo tôi đánh giá là cũng bình thường, cũng không cũng có một vài màn như đi du lịch sông nước, đi kiểu như chèo thuyền chèo thuyết đấy thì cũng đẹp. Mà có vài cái khu rừng tràm, rừng tràm ở đâu nhỉ, Châu Đốc hay ở đâu nhỉ, rừng tràm hay gì đấy thì tôi cũng vào, thì người ta bảo tồn những cái khu đấy là gọi là khu thiên nhiên bảo tồn, thì các cái rừng nó vẫn còn rất là nguyên sinh, dạng kiểu rừng tràm đấy, cây tràm đấy, xong rồi
xong rồi chim muông các thứ nó về, rồi khỉ, rồi cò các thứ nó về nó nhiều, xong rồi ngắm cảnh, rồi đi thuyền các thứ cũng đẹp. Đấy, cũng đẹp. Rồi vào cả đất rừng phương Nam nữa, rừng Sà Nu. À xin lỗi. khu đất rừng phương Nam ấy, trên cái đấy là đường nào nhỉ? Tôi chả nhớ nữa. Cũng vào rừng đất rừng phương Nam, lúc đấy tôi bận, tôi lại ra phải làm việc. À, thì cũng đi thuyền đi trước đấy. Đấy thì cũng được. Nhưng mà nhìn chung là người dân thì ở những vùng đấy, tôi trước đây tôi tưởng là sẽ rất dễ phát triển, nhưng mà sau khi đi lần này đi kỹ thì thấy cũng khoai. Đấy thì tổng hợp về chuyến đi như vậy là chỉ có thế thôi. Thì anh em nếu mà đi thì theo như lời khuyên của tôi nhá. Cần gì thì cứ comment này, tôi có trả lời được thì trả lời. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, như subscribe nhá. Xin chào.